Võ Lâm Tương Truyền. Bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ, ý thiên kiếm khuất phục quần hùng, xưng bá trung nguyên. Giang hồ dậy sóng, chính tà bất phân. Quy tụ đội ngũ diễn viên hùng hậu từ ba nền điện ảnh Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, dàn dựng công phu kỹ xảo tiên tiến. Ý Thiên Đồ Long Ký phát sóng lúc 22 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên TV.